Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31BM được Nga tung vào chiến trường Ukraine. Theo báo chí Nga, mặc dù diễn biến chiến sự vẫn đều đặn, nhưng để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao cho quân đội, máy bay tiêm kích đánh chặn tầm cao siêu thanh MiG-31BM của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tham gia. Điều này được biết đến từ phóng sự của kênh truyền hình, khi các nhà báo có chuyến thăm một trong những căn cứ không quân của Nga. Tại cơ sở quân sự, hiện có một số lượng lớn các loại máy bay chiến đấu, gồm cường kích, tiêm kích và máy bay ném bom. Quyền kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine được thiết lập cách đây vài ngày. Cũng nhờ những chiếc máy bay này, chuyến bay tiếp theo của máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 chuẩn bị cất cánh. Thời gian từ khi cất cánh đến khi hạ cánh mất khoảng 50 phút. Máy bay quay trở lại với hệ thống treo rỗng, không có tên lửa và bom, có nghĩa là nhiệm vụ đã được thực hiện. Kênh truyền hình nêu rõ. Hãng thông tấn này cho rằng máy bay của hàng không lục quân và lực lượng hàng không vũ trụ đang hoạt động theo nhiều hướng cùng một lúc, giúp duy trì sức tiến công của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine. Thông báo nói rõ rằng những chiếc MiG-31BM nhanh nhất thế giới cũng được đặt tại căn cứ không quân nói trên. Ngoài ra, theo ghi nhận thì một trong số đó đã có sẵn đạn dược trong tình trạng sẵn sàng. Điều này cho thấy tiêm kích đánh chặn sẽ sớm cất cánh trên bầu trời và bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu khác. Đây là động thái khó hiểu của Nga khi MiG-31BM được tối ưu hóa để diệt máy bay ném bom chiến lược đối phương, trong khi Ukraine không có phương tiện này. Tiêm kích đánh chặn MiG-31 mặc dù ra đời từ thời Liên Xô, tuy nhiên chúng được nhận xét sẽ duy trì hoạt động trong một thời gian dài do khung thân còn đảm bảo độ vững chắc và những cải tiến liên tục của máy bay. Thời hạn phục vụ chiến đấu của MiG-31 kéo dài đến mức như vậy là do từ năm 2007, chương trình hiện đại hóa máy bay quy mô lớn để đưa chúng lên tiêu chuẩn MiG-31BM đã được thực hiện. Phiên bản MiG-31BM nhận được radar Zaslon AM hiện đại, cho phép nó chiến đấu cùng lúc với 6 mục tiêu và theo dõi 10 đối tượng ở khoảng cách 320 km, trong khi tên lửa R-37M có thể bắn chúng ở khoảng cách hơn 280 km. Việc số hóa buồng lái được thực hiện bằng cách trang bị cho máy bay những màn hình LCD, hiển thị thông tin chiến thuật, dẫn đường, radar và những dữ liệu khác. Khung vỏ máy bay cũng được hiện đại hóa. Thực tế, tất cả các bộ phận mới lắp trên chiếc tiêm kích đều có xuất xứ từ Nga, mặc dù trước đó nhiều thành phần được sản xuất ở các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Hiện công việc đang được tiến hành để đưa hệ thống điều khiển số hóa bay bằng dây vào chiếc tiêm kích đánh chặn. Nhờ đó, công nghệ cơ học cổ điển được thay thế bằng giao diện điện tử. Toàn bộ quá trình nâng cấp một chiếc MiG-31 lên chuẩn mới MiG-31BM chỉ chưa đầy một năm và tăng gấp 3 lần sức mạnh chiến đấu so với máy bay nguyên bản. Tờ báo của Nga nhấn mạnh.